Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Trang lại tiếp tục với các bạn tập bài về nhà nhé. Hôm vừa rồi chúng ta vẫn tiếp tục với chủ đề về phrase và cô giáo đã dạy các bạn thêm 4 từ vựng nữa liên quan chủ đề này. Chúng mình cùng nhìn ôn tập nghe và nhắc lại cho cô nhé. Everyone look at screen, listen and repeat after me. Let's review. What are they? Grapes. Grapes. Bản thân từ này là cô giáo đang để ở số nhiều rồi. Vì chúng ta nhìn hình ảnh ở đây là những quả nho đúng không? Grapes. Grapes. And next one, what is it? Cherry. Cherry. Everyone say cherry. 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 Và số nhiều của từ này thì có một chút đặc biệt. Đó là các bạn nhìn nhá, số ít thì ở đây là cuối. Tận cùng của nó là y dài. Vậy, những danh từ tận cùng là y dài, trước y dài là phụ âm. Thì các bạn có một quy tắc như sau. Tận cùng là y dài thì chúng ta sẽ đổi cái y dài đấy thành y ngắn, đổi thêm es khi chuyển sang số nhiều, được chưa nhỉ? Và khi đọc thì các bạn vẫn đọc là cherries, cherries, cherries. And what is it? It is a melon. It's a melon. Everyone say melon. Melon. Và số nhiều từ này các bạn chỉ cần thêm s thôi, đọc là melons. Melons. And what is it? Pear. 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 Và số nhiều các bạn thêm s đọc là pears. 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 Rồi chúng mình ôn lại nhé. Grapes. Cherry. Melon. Pear. Chúng mình ôn lại tất cả từ vựng mà chúng mình đã học về chủ đề hoa quả được 3 buổi vừa rồi. Apple. Orange. Watermelon. Banana. Kiwi. Lemon. Plum, peach, grapes, cherry, melon, pear. Rồi với phần mẫu câu thì ở hôm vừa rồi chúng ta vẫn tiếp tục ôn lại hai mẫu câu mà hai buổi trước chúng ta đã học. Thứ nhất đó là gì nhỉ? Là cách nói mình thích một cái loại hoa quả, đồ ăn gì đó. Thì các bạn chỉ cần nói I like, cộng thêm cái món ăn hoặc đồ ăn hay là hoa quả các bạn yêu thích và nhớ để nó dạng số nhiều nếu với các danh từ đếm được. Ví dụ như I like grapes, tôi thích nho. I like grapes. I like oranges. I like oranges. Và khi nói mình không thích một cái loại đồ ăn hoặc hoa quả gì đó, chúng mình sẽ nói I don't like. Cộng thêm một cái danh từ để dạng số nhiều, nhớ phải để số nhiều nhé. Bởi vì khi các bạn làm bài tập, cô để ý là các bạn hay bỏ, hay quên cái chữ S đằng sau khi chuyển sang số nhiều ấy. I don't like pears. I don't like pears. I don't like lemons. I don't like lemons. Rồi và mẫu câu tiếp theo đó là các bạn học cách hỏi và trả lời xem bạn có thích một cái gì đó hay không. Với mẫu câu do you like? Do you like? Sau đó là cộng với một cái loại hoa quả, một đồ ăn, một thứ gì đó mà các bạn muốn hỏi, nhớ phải để dạng số, số nhiều nhé. Do you like grapes? Bạn có thích ăn nho không đúng không? Thì nếu mình thích mình trả lời yes I do. Nếu mà mình không thích cái mà người ta hỏi mình sẽ trả lời no I don't. Mẫu câu này có giáo đã từ dạy các bạn rồi. Do you like pears? Các bạn có thích lê không? No I don't. Hoặc là nếu mình thích mình sẽ trả lời yes I do. Được chưa nhỉ? Chúng mình cùng thực hành với cô nhé. Do you like lemons? No I don't. Do you like apples? Yes I do. Do you like oranges? Yes I do. Do you like bananas? No, I don't. And do you like watermelons? Yes, I do. And do you like peaches? No, I don't. Do you like plums? No, I don't. Do you like kiwis? Yes, I do. Do you like grapes? Yes, I do. Do you like cherries? No, I don't. Do you like melons? Oh, yes, I do. Do you like pears? No, I don't. Đó, chúng mình sẽ tự thực hành ở nhà. Ở phần này chúng mình có thể nhờ bố mẹ hoặc anh chị mình hỏi mình với mẫu câu này, sau đó chúng mình sẽ thực hành trả lời theo sở thích của mình, không cứ thế là phải theo hình ảnh cô đúng không? Nếu chúng mình thích ví dụ chúng mình ở đây cô giáo có quả đào, chúng mình thích ăn đào, thay vì trả lời no I don't thì chúng mình sẽ trả lời yes I do, được chưa nhỉ? Nhờ bố mẹ hỏi và mình thực hành, hoặc các bạn có thử tự thực hành hỏi được đúng không? Thực hành mình do you like, do you like, xong cộng thêm cái đồ ăn các bạn muốn hỏi. Ok. Với phần reading thì chúng ta sẽ thực hành lại phần đọc I like hoặc là I don't like. I like apples. I like bananas. I like oranges. I like lemons. I like
Grapes. I like melons. I like kiwis. I like plums. I like peaches. I like watermelons. I like cherries. I like pears. I don't like apples. I don't like bananas. I don't like oranges. I don't like lemons. I don't like grapes. I don't like melons. I don't like kiwis. I don't like plums. I don't like peaches. I don't like watermelons. I don't like cherries. I don't like pears. Rồi chúng mình sẽ tự ôn tập bài về nhà, viết từ mới và quay bài của cô nhé. So goodbye everyone.